Hi, chào cả nhà. Hôm nay mình vào bếp mình thực hiện món bánh khoai lang rất là thơm, ngon và hấp dẫn. Cái vỏ bánh của mình nó có cái độ giòn, vàng, rất là ngon. Còn bên trong nó có cái độ mềm, dẻo. Khi các bạn ăn, cực kỳ ngon và thơm nhé. Cái món này rất là hấp dẫn nha. Các bạn có thể làm cho mình cùng ăn. Vô cùng đơn giản và rất là ngon nữa. Cùng mình vào bếp để mình thực hiện cái món này nha. Ở đây thì mình sử dụng là 2 củ khoai. 2 củ khoai này tầm 500g, là nửa ký đó các bạn. Và 100g bột chiên giòn, 50g đường, 3 thìa mè và 1 trái trứng gà. Mè thì các bạn dùng mè trắng ha, và mình đã rang sẵn rồi. Bước đầu tiên thì mình sẽ cho khoai vào mình luộc, cho khoai của mình nó chín nha. Các bạn có thể luộc hoặc hấp cũng được. Khi khoai của mình luộc được 5 phút rồi đó, mình sẽ dùng cái đũa mình xâm vô để mình thử khoai chín chưa. Khoai của mình chín thì mình sẽ lấy ra mình để nguội và mình bóc bỏ cái phần vỏ đó đi. Tiếp đến thì mình sẽ cắt thành những cái khoanh nhỏ nhỏ này, tí mình sẽ mang đi mình dằm. Các bạn có thể dùng cái nĩa để mình dằm cho nó nát và nó mịn ra nhé. Còn không thì các bạn có thể cho nó vô một cái túi ni lông và mình dùng cái chày á, mình năn qua năn lại cho nó nát và nó mịn cái phần khoai là được ha. Mình cho vô túi mình năn đó các bạn thì nó sẽ mềm hơn, mịn hơn và nó sẽ nát đều hơn là mình dùng cái nĩa nhé. Nĩa thì các bạn sẽ dằm nâu hơn. Sau khi mình dằm cho nó nát và mịn rồi, mình sẽ cho vào đây 50g đường, 100g bột chiên giòn và 1 trái trứng gà. Bây giờ mình sẽ đảo đều nó lên và mình trộn cái phần bột và phần khoai. Sau khi mình đảo đều rồi thì mình sẽ dùng tay để mình trộn cho nó được mịn hơn nhé. Cái khối bột của mình lúc này nó rất là mịn này cả nhà. Rất là mịn và dẻo. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái thìa để mình lắn nó thành những cái viên tròn tròn như thế này. Và mình ấn một cái cho nó hơi dẹp xuống một tí ha, để khi mình chiên cho nó dễ. Sau khi dẹp rồi thì các bạn ấn sơ nó xuống cái phần mè rang, cho nó được dính cái phần mè đó. Như thế này nè. Cái mè của nó tí các bạn chiên ăn nó rất là thơm và nó ngon. Bây giờ mình sẽ mang đi mình chiên. Mình sẽ cho vào đây một lượng dầu, nó cũng hơi nhiều nhiều một tí ha. Các bạn đun dầu nóng nè. Cái bánh thì các bạn nhớ ấn xuống một tí. Đó, như vậy nè. Để các bạn chiên cho nó dễ ha. Và lúc mình ấn như vậy, cái phần mè của nó cũng sẽ dính kỹ hơn và sâu hơn. Nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà. Đó. Lúc này các bạn nhớ chiên với cái nửa nhỏ nhỏ thôi, không là nó cũng dễ cháy ha. Sau khi mình chiên được một lúc thì mình sẽ dỡ lên nhé. Đây này các bạn, lúc nãy cái dầu của mình nó nóng quá đó. Mình cho vô nè. Nhưng mà như vậy không sao nha, nó vàng. Nó vàng thì nó sẽ có cái độ giòn của bên ngoài nhé. Các bạn chiên cho nó vàng đều luôn. Bánh rất là vàng và ngon. Rất là thơm nha. Bây giờ mình sẽ lật lại cho các bạn xem nè. Wow. Rất là hấp dẫn. Ngon lắm nha cả nhà. Đó. Nhìn hấp dẫn quá. Nó vàng đều như vậy là được rồi nha. Mình sẽ vớt nó ra cái dĩa
mình để lên cái giấy thấm dầu nữa cho cái bánh của mình không bị ngấm dầu nha. Ở đây mình sẽ chiên làm hai rã. Mình sẽ tiếp tục chiên cho khi nó vàng đều hai mặt là được nhé. Đây là cái phần bánh sau khi mình chiên xong này cả nhà. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Các bạn thấy không? Cái bánh của nó được thấm mè nè. Nó vàng đều hai mặt. Và cái vỏ ngoài của nó rất là giòn. Khi mình xé cái bánh nó ra, nó có cái độ xốp các bạn. Bên trong có cái độ xốp và mịn, mềm. Mình sẽ ăn thử nha. Ăn bên ngoài nó có độ giòn và bên trong này mềm, rất là thơm, ngon. Món này rất là ngon nha cả nhà. Nó có cái độ bùi của mè nữa, rất là hấp dẫn. Các bạn hãy làm thử cho gia đình mình cùng ăn nhé. Nguyên liệu thì rất là đơn giản và dễ làm. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Gia Đình Food nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.